Trận thi đấu thứ hai trong cuộc đấu giữa Đào Vũ Ông Chiết và game thủ Hồ Đăng Vũ. Đây là Persian dành cho game thủ Đào Vũ Ông Chiết, còn bên kia là người cầm Katha. Hai trận thi đấu liên tiếp, quân được đánh giá là lợi thế hơn dành cho game thủ Đào Vũ Ông Chiết ở trong buổi tối ngày hôm nay trong nội dung show random. Hiện tại thì anh đang dẫn trước 1-0 trước game thủ Hồ Đăng Vũ, và show random chạm 3 mà chỉ cần 2 chiến thắng nữa thôi anh sẽ có một nội dung trong vòng thi đấu tứ kết này. Một bãi quả 7 cây sắp xếp thẳng hàng rất là đẹp, một bầy hiểu cạnh bãi vàng, một cái rừng dừa, một bãi vàng đẹp ở đây rồi. Gỗ đầu hơi xa bài cờ Persian này, bằng đóng thêm e sau đó đi dò thôi. Trận trước là một trận đấu cầm Phoenician thủ phù giành chiến thắng trước cho Son, còn trận anh cầm Pơ sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đối đầu lại một Catharian trong tay game thủ Hồ Đăng Vũ. Vâng, cho dân đi chặt gỗ và lùa hiêu về. Bài Pơ cứ hiêu là tươi rồi, hiêu đầu 4 con phi về luôn, đừng nghĩ nhiều. Vâng, để một Persian đối đầu với Katha thì mặc định là các bạn phải lên đời sớm rồi, mặc định các bạn phải lên đời sớm hơn đối phương, khỏe hơn đối phương. 2L vã và chém trong cái map la này thì con Persian này rất là tuyển, rất nhiều game thủ chúng ta thích sử dụng và được cầm Persian trong map la vì nó chém rất là phũ. 2L bắt đều thì chả có ông nào đỡ được cả vì lên đời quá sớm mà. Con Pơ này một con rất dễ kích 8, nó dễ kích 8 hơn cả Sen, nó khả năng đột biến nó rất là cao. Cái khoản ăn voi ăn hiêu của mình và đang lùa 4 con hiêu này về. Chỉ có điều là bài này thì gỗ đầu xa quá, rừng cũng thấy thêm rồi, 4 hiêu chuẩn bị về với nhà chính và có voi nha, xong rồi đấy. Tôi bắt đầu thấy hình dáng của những con voi đầu tiên xuất hiện tại nhà của game thủ Đào Vũ Ông Chiết rồi. 4 hiêu nằm gọn gàng nhà chính, cho dân khai thác thôi, và mình nghĩ nên bỏ bớt dân ăn quả đi, chặt gỗ đi là vừa. Bằng 2 con hét để tìm thêm đồ ăn. Hiêu đầu một voi đã thấy, các bạn đợi mình một phút mình sẽ trở lại luôn. Ok, và chúng ta cùng trở lại với trận đấu này thôi. 7 hiệu đầu đôi voi bãi quả phụ và 7 hiệu phụ bên ngoài dành cho game thủ Đào Vũ Ông Chiết ở trận đấu này. Như vậy là đủ đô dành cho một bài Persian để có thể chơi chém. S đầu được thiết kế rồi, nói chung nhà cũng khá là khung, nhà này cũng khá là khung các bạn ạ. Ok rồi, như vậy voi chết rồi, ăn một hit thôi. S đầu đóng rồi, lại gặp sư tử bên ngoài không đáng ngại. Nhà khá là khung đấy. Mặt này sẽ là BBBM, mặt này nhà quân chăng. Con voi thứ hai được câu về rồi. Chỗ này thì cũng vài chiếc nhà BE là kín, nói chung nhà rất là khung. Kéo dần lên ăn quả phụ, sau đó câu voi thứ hai về nhà chính thôi. Đời thì kích rồi, 20 không, như vậy anh quyết định đánh 25 dân. Kích. Vâng, vẫn cộng thêm dân. À đù, đánh trâu ấy. Vâng, như vậy anh vẫn cộng thêm dân thứ 26 và kích đời luôn ở 74x. Chỉ đổi 75x. Vâng, thêm đôi voi đây nữa này. Không biết bài này thì anh sẽ quyết định đánh cây gì để đối đầu một Catharian. Cùng A một áo chăng? Sẽ cùng chờ đợi quyết định của game thủ Đào Vũ Ông Chiết. Đây là BB. Và vậy là tiếp tục câu voi về. SH của đối phương đã đẩy đến nhà của anh rồi đấy. Con voi này ở rất xa và anh sẽ phải thực sự nắn nót trong tình huống câu voi này về. Chỉ nó quay đầu thôi, lực của anh sẽ yếu hơn rất nhiều. Chứ con voi này mà về thì lực siêu siêu khỏe. Và các bạn có thể thấy là dân chỉ còn lại một hit nữa mà thôi. Voi hút cho một phát nữa là chết. Và nông dân ở nhà thì đang đứng chờ. Con voi về với nhà chính và nó sẽ về với nhà chính của game thủ Đào Vũ Ông Chiết. Đúng là như vậy. Một tiếng câu voi ở rất xa. Đây, tận trên này bên câu voi về nhà chính được. BB đóng rồi, quả đầu vẫn còn. Nhà quân sẽ đóng ở đây. Đây sẽ là BM. Xin lỗi, đây sẽ là BM. Và đây sẽ là nhà quân. Đây. Vâng, BL như vậy vẫn quyết định đến chém bài 26 dân của Persian và lên đời sớm hơn đối phương. Bạn đánh 25 dân do 22% bản đồ và không chết dân, cũng đã lên đời. Cũng khá là gắt đấy.
kích đời rồi, xin giò rồi. Bây giờ sẽ là đi ăn vàng. Rất nhiều nông dân được ăn gỗ ở đây, dành cho game thủ Đào Vũ Hồng Chiết. Một lượng gỗ đề huề, nâng cấp công nghệ. Sau đó đóng chiếc BS ăn thêm vàng, khá là ổn. Bài này nếu mình sẽ khung nhà rộng ra tận ngoài này cơ, chứ mình không khung kiểu nhỏ như thế này. Khung nhà rộng nó sẽ khỏe hơn về sau. Thềm đầu bạn mất được một chút, nhưng về sau bạn sẽ rất rất khỏe. Và bắt đầu xóa ruộng với bài Persian của mình. Rồi làm luôn 4 cái ruộng, lượng gỗ đang nhiều. 4 nông dân ăn vàng rồi. Ý đồ đánh 1L thềm đầu. Công giáp đã lên xong và cần phải tìm được nhà đối phương. Người bạn cũng đã đào vàng và đi dò rồi đấy. Với bài Cathadian, SH cũng đã đẩy đến nhà của anh rồi. Đội bạn ở trong góc 1 giờ 1-2 giờ trong trận đấu này. Đó là vị trí nhà của cầu thủ Hồ Đăng Vũ, mình khẳng định các bạn luôn. À không, như vậy 12 giờ đây. Đang bú quả nhiệt tình, con dò đã đến nhà của anh rồi. Con dò công giáp đầy đủ, cũng rất khỏe. Và như vậy là đội bạn khung nhà phải nói là cực kỳ rộng đấy. Tôi thấy hai chiếc nhà BL đóng san sát nhau rồi. Và bên này cũng đã lên đời. Vẩy e để có thể bo bế nhà cửa. Bãi gỗ vẫn đang ăn. Nói chung là để con dò này công vào được khu vực này thì cũng rất là khó. 1L thôi. Nào vào đây. Chặt gỗ đang lên rồi. Lạc đà được xin ra. Tạm thời mất 2 đến 3 dân. Trong đó thì con dò của anh cũng sẽ kill được dân của đối phương trên góc 12 giờ. Nhà đối phương nằm ở góc 1 giờ rồi. Bo mặt này lại không anh? 2-3 cái e là kín rồi. BA vừa xảy đâu ta? À đây. Và như vậy đây là BA. Anh chưa quyết định bo mặt này lại. Vâng, tỉ mỉ để một con ngựa lạc đà ở đây, tránh hiện tượng dò đối phương chui vào. Ăn được hết dân ăn hoàng đối phương bên ngoài. Và khu vực này thì đối phương đang ăn hoàng thêm những đơn vị quân khác. Vâng, đen nè. Vâng, nâng cấp cung ăn một áo chưa? Ok rồi. Vâng, vẽ thêm cái ruộng nữa không anh? Đúng rồi, dò vào trong nhà kìa. Ôi thật chết rồi, tuần hai lạc đà vào thế này thì hỏng rồi. Tại sao anh đã không có bánh xe thì anh không vào đi, có làm sao đâu. Bây giờ lạc đà còn bị vẩy e không vào được. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thà anh không vào đi thì có làm sao. Bây giờ lạc đà bạn đẩy vào đều như vắt chanh 2L như thế này thì anh đỡ kiểu gì. Khả năng tỷ số một đều rất cao rồi, còn đứng lạc đà đây kê. Bạn sẽ dí lạc đà lên chứ làm gì có đẩy con dò vào đâu được. Bạn phát hiện biết thừa rồi, cho anh hở thôi mà. Tạm lại 19 trên 36 luôn. Tụt thảm thảm hại dành cho game thủ Đào Vũ Hồng Chiết với tình huống mà anh đã quá chủ quan. Và anh nghĩ rằng đối phương sẽ không công mình, nhưng không. Lạc đà đẩy lên quá đều bài Cathadian này. Và tình huống đập và vẩy e tốt để có thể thủ nhà. Nhưng nông dân mà anh chết đi cũng là quá nhiều rồi. Chỉ 2 móng, 3 móng BE thôi là kín nhà, nhưng tại sao lại không bò? Tại sao lại không bò để dính một sai lầm chết người như thế này? Tam về 16 luôn. Tím luôn. Vâng, cung A một áo lên xong rồi. Lên cung A hai áo bao giờ mới lên được. Ngồi hồi chắc phải nửa tiếng nữa. Và bây giờ thì ruộng sẽ bị đì luôn. Mọi bạn sẽ là 2L đều như vắt chanh đẩy sang đây. Còn bài Persian này yếu rồi. Vâng, còn vẩy e trong luôn này. Rồi. Tạm thời vẩy được. Nhưng là đào của anh thủ đi bao giờ? Anh không chi lần đà ra nữa, thủ đi bao giờ? Tôi thấy đối phương có 4 lạc đà, anh chỉ còn 3 rồi đấy. Thôi xong rồi. Tỷ số sẽ là 1 đều trong cuộc đấu này. Tỷ số đánh quá chủ quan đến từ game thủ Đào Vũ Hồng Chiết và 2L đều như vắt chanh được đẩy sang. Tỷ số được quy định là 1 đều trong cuộc đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề ở nội dung solo random. Một tình huống phải nói là sai lầm chết người của Đào Vũ Hồng Chiết đã để dẫn đến bàn thua trông thấy. Một tình huống chuyển hóa từ bàn thắng thành cơ hội. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến trận đấu bản lề thôi.